Một người đàn ông ở California có hình xăm số 420 trên đầu đã bị cáo buộc là đã chặt đầu một người phụ nữ là một người thân họ hàng của anh ta và bỏ trốn khỏi hiện trường mang theo cái đầu của cô ấy. Một tài xế giao hàng của Amazon đã bị đuổi việc sau khi đã bị bắt quả tang anh ta đã đi tiểu bậy ở sân trước nhà của một người phụ nữ ở Las Vegas, kế bên cạnh nhà của người hàng xóm mà anh ta giao hàng. Một chủ nhà ở New York đã bị bắt vì tội cố ý giết người sau khi bị cáo buộc là đã đốt một tòa nhà, trong đó có 8 người thuê nhà ở bên trong vì chưa trả tiền thuê nhà. Một phụ nữ ở tiểu bang Indiana của Mỹ, người được cảnh sát mô tả là kẻ khủng bố đã bị bắt sau khi cô được cho là đã lao xe tông thẳng vào nơi mà cô cho là một trường học của người Do Thái. Cựu cố vấn dưới thời cựu tổng thống Obama đề nghị tổng thống Joe Biden hãy rút lui khỏi cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc, đừng ứng cử tổng thống nữa. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ ba ngày 7 tháng 11 năm 2023. Một người đàn ông ở California có hình xăm số 420 trên đầu đã bị cáo buộc là đã chặt đầu một người phụ nữ, là một người thân họ hàng của nghi can. Sau đó nghi can đã bỏ trốn khỏi hiện trường mang theo cái đầu của cô ấy. Nghi can Luis Arroyo Lopez, 24 tuổi, đã bị bắt tại nhà ga Transbay Bay vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng thứ Bảy ngày 4 tháng 11 năm 2023, sau khi các cảnh sát San Francisco đã nhận ra anh ta từ mô tả về một nghi phạm bị truy nã vì tội giết người ở Santa Rosa. Theo đài KON đưa tin cho biết, vụ bắt giữ diễn ra sau cuộc tìm kiếm nghi can ở Royal Lopez điên cuồng sau khi cảnh sát Santa Rosa đã phát hiện ra thi thể đã bị chặt đầu của một phụ nữ ở bên trong tại một ngôi nhà ở khu 2.500 của đường mòn Pomo vào khoảng 3 giờ 40 phút chiều thứ năm ngày 2 tháng 11 năm 2023, theo sở cảnh sát Santa Rosa cho biết đầu của người phụ nữ này đã mất tích và cảnh sát tin rằng nghi can ở Royal Lopez đã mang nó theo khi anh ta đã rời khỏi hiện trường rùng rợn này. Cảnh sát chưa cho biết liệu đầu của nạn nhân có được tìm thấy kể từ khi nghi can bị bắt hay không. Và người phụ nữ này vẫn chưa được xác định danh tính, nhưng là một người họ hàng của nghi can. Mặc dù mối quan hệ của nạn nhân với nghi can vẫn chưa được biết rõ ràng. Arroyo Lopez được xác định là nghi phạm được coi là có vũ trang và nguy hiểm. Cảnh sát đã công bố một bức ảnh của anh ta để để lộ hình xăm đáng chú ý là số 420 trên đầu của nghi can và một chiếc lá cần xa bên trái đầu của anh ta. Arroyo Lopez gần đây đã được thả ra khỏi nhà tù tiểu bang và được đưa vào diện giám sát cộng đồng sau khi được thả. Cảnh sát cho biết trước đây nghi can đã bị tống giam vì tội tấn công bằng vũ khí chết người và tội tàng trữ vũ khí trong một vụ việc không liên quan. Cảnh sát chưa cho biết nguyên nhân nào đã dẫn đến vụ giết người này và hiện sự việc vẫn còn đang tiếp tục được điều tra. Thông tin tiếp theo, một tài xế giao hàng của Amazon đã bị đuổi việc sau khi bị bắt quả tang anh ta đã đi tiểu bậy ở sân trước bên hông nhà của một phụ nữ có tên là Val Williams, ở Las Vegas vào hôm thứ Hai, ngày 30 tháng 10 năm 2023. Nhà của người phụ nữ này ở kế bên nhà hàng xóm mà anh ta giao hàng. Người đàn ông này chưa được biết danh tính đã bị camera ghi lại cảnh anh ta đang tục quần để tè sau khi bước ra khỏi chiếc xe tải màu xanh để giao một gói hàng cho nhà hàng xóm ở cạnh nhà bà Williams. Khoảng một phút sau thì người ta đã nhìn thấy anh ta đang kéo quần lên. Bà Williams nói rằng tôi nghĩ rằng là chó đã tè ra ngoài này chứ tôi không nghĩ là con người sẽ đi tiểu bậy ở bên ngoài như thế này. Cuối cùng thì bà Williams cũng đã tìm ra được thủ phạm đang tè bậy sau nhiều tuần chịu đựng mùi hôi thối bí ẩn khó chịu bốc ra từ sân trước nhà của bà. Bà Williams đã đặt lại vị trí camera an ninh của mình với hy vọng là bắt được nghi phạm. Mặc dù đoạn phim không ghi lại cảnh người tài xế giao hàng của Amazon đang thực hiện hành vi đó, nhưng bà Williams khẳng định bằng chứng là không thể chối cãi được. Sau khi bà đã bước ra ngoài và chụp ảnh lại dấu vết nước tiểu rõ ràng ở sân trước nhà của bà, sau khi anh ta đã giao hàng cho nhà hàng xóm của bà xong, bà Williams kể lại cho biết anh ta đã tè khắp vòi nước của tôi, tôi cảm thấy tức giận và rất thất vọng. Đối tác dịch vụ giao hàng địa phương của Amazon, IBO Logistics được cho là đã nói với bà Williams qua tin nhắn rằng các khách hàng khác cũng đã gửi khiếu nại tương tự về người đàn ông này người phát ngôn của amazon xác nhận với cơ quan này rằng người đàn ông này đã bị sa thải ngay lập tức vì hành vi kỳ quái này đây là một sự cố đáng tiếc và tài xế không còn giao hàng cho amazon nữa đối tác dịch vụ giao hàng của chúng tôi khuyến khích tài xế dành thời gian cần thiết để nghỉ giữa các điểm dừng cung cấp danh sách trong ứng dụng amazon delivery về các cơ sở vệ sinh và trạm xăng gần đó đồng thời xây dựng kịp thời các tuyến đường để sử dụng nhà vệ sinh hoặc nghỉ dài hơn công ty cho biết trong một tuyên bố Amazon có lịch sử bị cáo buộc từ chối các quyền cơ bản của nhân viên, chẳng hạn như không cho nhân viên sử dụng nhà vệ sinh trong công việc. Cả tài xế giao hàng và nhân viên kho hàng trước đây đều khẳng định họ đã bị buộc phải tiểu vào chai nước để tránh phải đi vệ sinh. Điều này sẽ cản trở khả năng đáp ứng nhu cầu năng suất khắc khe của công ty. Các tài xế giao hàng đã bị bắt quả tang tiểu tiền trong xe tải và đại tiền trong vườn của khách hàng trong nhiều năm qua bà william cho biết bà không hề có ý định muốn để cho người đàn ông này bị mất việc nhưng bà hy vọng rằng amazon sẽ học được bài học từ thử thách về hành vi kinh tởm này amazon là một trong những công ty hàng đầu trên thế giới thì bạn phải làm tốt hơn điều đó có nghĩa là cung cấp cho nhân viên của bạn sự lịch sự và khả năng thực hiện các chức năng sinh học của con người khi sử dụng nhà vệ sinh Thông tin tiếp theo, một chủ nhà ở New York đã bị bắt sau vụ việc bị cáo buộc là đã đốt một tòa nhà có 8 người thuê nhà ở bên trong vì chưa trả tiền thuê nhà. Các nhà chức trách cho biết vào hôm chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 2023. Theo sở cứu hỏa thành phố New York cho biết, ông Raffico Islam đã bị cáo buộc là đã đốt cầu thang ở bên trong ngôi nhà ở Brooklyn vào ngày 26 tháng 9 năm 2023. Các quan chức FDNY cho biết Ông Islam đã tức giận vì những người thuê nhà ở tầng 2 của ông không trả tiền thuê nhà cho ông và từ chối chuyển đi. Người đàn ông Hồi giáo này được cho là đã phóng hỏa với hai người lớn và sáu trẻ em trong nhà. Rất may mắn là cả 8 người đều có thể thoát khỏi đám cháy. Trước khi vụ cháy này xảy ra, ông Islam được cho là đã đe dọa cắt ga và điện của những người thuê nhà này. Các quan chức nói rằng ông ta đã đe dọa sẽ đốt nhà nếu tiền thuê nhà cứ tiếp tục không được trả. Một đoạn video cho thấy một người đàn ông đã đeo mặt nạ và đội mũ trùm đầu ra vào nhà trước cuộc gọi tới 911. Các nhà điều tra cũng phát hiện ra một đoạn video xác minh rằng ông Islam chính là người đàn ông đeo mặt nạ đó. FDNY cho biết, cảnh sát đã dành 4 tuần để thực hiện một đoạn video rộng lớn để xác minh danh tính của nghi phạm, trước khi cuối cùng tìm ra hình ảnh của người đàn ông Hồi giáo với mũ trùm đầu và đeo mặt nạ này. Ông Islam đã bị bắt vào ngày 26 tháng 10 năm 2023 và bị buộc tội nhiều tội danh bao gồm 8 tội cố ý giết người, hành hung và đốt phá. Thông tin tiếp theo, một phụ nữ ở tiểu bang Indiana của Mỹ, người được cảnh sát mô tả là kẻ khủng bố đã bị bắt sau khi cô được cho là đã lao xe vào nơi mà cô cho là một trường học của người Do Thái. Cô Ruba al 34 tuổi, đã bị cáo buộc là đã lùi phương tiện của mình vào một tòa nhà liên quan đến người Israel gốc gia Thái và đen ở Indianapolis vào cuối ngày thứ Sáu ngày 3 tháng 11 năm 2023, trong khi có một số người lớn và trẻ em đang ở bên trong. Theo đài Fox 59 đưa tin cho biết, người lái xe đã nhắm mục tiêu vào tòa nhà này, nơi đặc trường kiến thức phổ thông và thực tiễn Israel bởi vì cô ta bị cho là bị xúc phạm bởi biểu tượng người Do Thái Israel ở phía trước. Sau khi bị bắt, cô Ruba al đã nói rằng đúng tôi đã cố tình làm điều đó. Cảnh sát cho biết cô đã liên tục mô tả tòa nhà này là trường học Israel, đồng thời nói thêm rằng người lái xe cũng ám chỉ đến người của cô ở Palestine. Tuy nhiên, trường kiến thức phổ thông và thực tiễn Israel là một giáo phái của người Israel gốc Do Thái da đen, theo Liên đoàn Chống Phỉ Bán cho biết. Liên đoàn Do Thái Raider Indianapolis cho biết, Safe Indiana, một chương trình an ninh cộng đồng do Thái đang hợp tác với cảnh sát để điều tra vụ việc. Liên đoàn cho biết trong một tuyên bố, "An toàn và an ninh cho cộng đồng của chúng tôi là vô cùng quan trọng và chúng tôi đang an toàn và chuẩn bị sẵn sàng hơn bao giờ hết." Mặc dù cơ sở của người Do Thái không bị nhắm mục tiêu chỉ do nhận dạng sai một cách mỉa mai, nhưng đây vẫn là một lời nhắc nhở khác về việc duy trì các giao thức bảo mật, luôn cảnh giác với hoạt động đáng ngờ và báo cáo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền. Cảnh sát gọi cô Ruba Almaté là kẻ khủng bố và cho biết cô bị bắt với cáo buộc sơ bộ và hành vi liều lĩnh hình sự. Cô ta sẽ ra hầu tòa lần đầu vào thứ Tư tới đây. Thông tin tiếp theo vào hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 2023. Vị cố vấn trưởng dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, ông David Axelrod, đề nghị Tổng thống Joe Biden hãy rút lui khỏi cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc sau khi một cuộc thăm dò mới cho thấy ông đang bị cựu tổng thống Donald Trump qua mặt. Viện dẫn kết quả cuộc thăm dò cử tri do New York Times và Siena College thực hiện và được công bố vào hôm Chủ nhật, ông Axelrod đã viết trên mạng X rằng đã quá trễ để thay ngựa giữa dòng và có nhiều biến cố sẽ xảy ra trong năm tới, mà không ai có thể tiên đoán được. Trong khi ban vận động tuyển cử của Tổng thống Biden lại cho biết sự quyết tâm tái ứng cử của ông vẫn không có gì lay chuyển nổi. Ông Axelrod nói rằng tỷ lệ cử tri ủng hộ giảm sút của Tổng thống Biden sẽ làm dư luận rúng động với những hoài nghi bên trong nội bộ đảng Dân Chủ. Đây không phải chỉ là vấn đề Tổng thống Biden quá già, nhưng đây là nỗi lo thật sự của mọi người, ông Axelrod đã viết. Nếu Tổng thống Biden vẫn cứ tiếp tục ra ứng cử, thì dĩ nhiên ông ấy sẽ là ứng cử viên được đảng Dân Chủ đề cử. Điều mà ông ấy phải quyết định là làm như thế nào thì có khôn ngoan hay không. Liệu đó có phải là vì quyền lợi riêng của ông hay là vì quyền lợi của đất nước? Cuộc thăm dò trong số cử tri ghi danh đi bầu cho thấy, Tổng thống Biden đứng sau cựu Tổng thống Donald Trump tại 5 trong số 6 tiểu bang đang bị giằng co, kể cả tiểu bang Arizona, Georgia, Michigan, Nevada và Pennsylvania. Với mức sai biệt từ 3 cho tới 10%, mặc dù tại Wisconsin thì Tổng thống Biden đứng trước cựu Tổng thống Donald Trump 2 điểm, vẫn theo cuộc thăm dò nói trên cho biết và quý vị ơi video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc nha quý vị cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video của mình và xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới